2013 chứng kiến sự thắt lưng buộc bụng của kinh tế toàn thế giới và sự rời bỏ thị trường của hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có nhiều ông lớn. Và cũng chính năm 2013, FPT Telecom tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt 102% về kế hoạch doanh thu và 101% về kế hoạch lợi nhuận. Toàn cầu hóa, một trong các chiến lược của công ty, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong năm vừa qua với doanh thu ngoại tệ đạt trên 18 triệu đô la Mỹ. Là thành viên của liên minh AAG, FTL liên tục nâng cấp dung lượng quốc tế ở các trục kết nối tham gia đầu tư. Trong năm 2013, dung lượng của trục kết nối Việt Nam, Trung Quốc đã được nâng cấp từ 40G lên 60G, trục Việt Nam, AAG nâng lên 90G và tổng băng thông hướng AAG lên tới 165G. Năm 2013, FTI tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác song phương về việc kết nối mạng Internet với PCCW Global, mở rộng kết nối giữa hai bên tại POP thứ hai của FPT Telecom ở Hồng Kông và tiến tới kết nối tại Singapore. Tại Cambodia, với thương hiệu Openet, FTL đã vươn lên thành công ty cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông lớn thứ hai tại đây về lượng thuê bao. Openet đã có mặt tại 6 tỉnh, trong đó có hai điểm quan trọng là Phnom Penh và Siem Reap. Lào và Myanmar sẽ là những điểm đến tiếp theo trong khu vực. Năm 2013 đã hoàn thành tuyến cáp Đông Hà - Lao Bảo dài 85 km, đường dẫn quan trọng đến với thị trường viễn thông Lào. Tại Myanmar, FTL đã tiến hành những khảo sát sâu rộng về thị trường này. FTL còn có tiền đề quan trọng là văn phòng của tập đoàn đã được thành lập tại đây. FPT Telecom sẽ tiếp tục mở rộng các chi nhánh trên toàn Campuchia và chúng tôi đề ra mục tiêu là 2016 sẽ đạt được doanh số 20 triệu đô ở Cambodia. Ý thức được đây là mục tiêu vô cùng thách thức, do đó là hàng ngày tất cả toàn thể anh em đang làm việc tại Campuchia sẽ khi thức dậy sẽ phải chạy nhanh hơn nữa để có thể sớm hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra. Muốn tiến xa, tiến mạnh hơn nữa ở thị trường quốc tế, FTL xác định thị trường trong nước vẫn sẽ là chân kiềng quan trọng giúp công ty có được nguồn doanh thu ổn định và giữ vững vị thế của mình. Tổng doanh thu năm 2013 đạt 3.230 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 860 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% về doanh thu và 24,4% về lợi nhuận so với năm 2012. Mảng doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp chiếm gần 1/3 tổng doanh thu, đạt 960 tỷ đồng. FTI tiếp tục giữ vững ở vị thế số 1 trong lĩnh vực hosting, số 2 trong lĩnh vực data center, domain, số 3 trong lĩnh vực cho thuê kênh và voice. Doanh thu từ các dịch vụ broadband tăng trưởng 16,4% trong năm 2013, đạt 2.270 tỷ đồng, phát triển thuê bao tốt, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc rời mạng, nên cước nền và net phát triển thuê bao đều tăng cao. Hiện tại, FPT Telecom có trên 800.000 thuê bao Internet, chiếm 17% thị phần. Diện mạo của công ty khi tiếp xúc với khách hàng không chỉ từ nụ cười của giao dịch viên, mà FTL còn tham gia các hoạt động cộng đồng như đồng tổ chức cuộc thi giải toán V-Olympic, Miss Ngôi Sao, Miss One TV. Về chất lượng dịch vụ, FPT Telecom vượt hầu hết các chỉ tiêu tiêu chuẩn chất lượng của ngành theo đo kiểm của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013. 1.000 smartphone cùng ứng dụng Eptool đã được trang bị cho các nhân viên Tin, Phương Nam và Thu Ngân, giúp tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao tính chủ động trong công việc. Năm 2013, FTL đã đưa data center thứ tư tại Cầu Giấy vào khai thác, nâng năng lực đáp ứng lên đến 300 rack. Trung tâm dữ liệu của FPT Telecom là data center đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống quản lý năng lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 50001-2011 và là data center đầu tiên tại Đông Dương đạt chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn Uptime Tier 3. Với slogan "Vùng phủ vươn xa, kết nối mọi nhà", 8 chi nhánh thành lập mới trong năm đã giúp tăng độ phủ của công ty lên 54 tỉnh thành. Cùng với đó, hai tuyến đường trục gồm mạch A từ Lạng Sơn đến Cà Mau dài 2.740 km và mạch B từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đến Hà Nội đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để dùng 4 từ miêu tả về cái tuyến trục mạch A, mạch B thì tôi sẽ dùng là dài, chắc, khỏe và nhanh. Cá nhân tôi thì cảm thấy là rất là phấn khích, cực kỳ phấn khích. Vì chỉ trong 2 năm thôi, gần như là FPT đã có một cái hệ thống đường trục Bắc Nam trải dài từ Lạng Sơn đến nước mũi Cà Mau. Và gần như là sau khi hoàn tất cái mạch B, mạch thứ hai, đường trục thứ hai thì FPT đã gần như là ngồi
ngồi cùng mâm, như là những cái ăn cả trong lĩnh vực viễn thông. Các hoạt động nhân sự, đào tạo được tiến hành liên tục trong năm. Đặc biệt, 51 hạt giống lãnh đạo FTEL đã được tham gia lớp cán bộ nguồn nâng cao ở hai đầu Bắc Nam. FTEL cũng tiếp tục có những đầu tư xứng đáng cho khối công nghệ kỹ thuật để đạt chứng chỉ CCIE, cấp bậc chứng chỉ cao nhất trong hệ thống chứng chỉ quốc tế của Cisco. Lửa FPT còn được truyền và lan tỏa qua các chiến dịch như Mùa Hè Xanh, mang 17 quản lý lãnh đạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới 20 chi nhánh để hỗ trợ phát triển. Hay Đi Một Ngày Đàn, Học Một Sàng Khôn với hơn 100 cá nhân xuất sắc tiến về hai đầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh học hỏi kinh nghiệm. FTEL tiếp tục bổ sung nguồn lực với tổng nhân sự đạt 3.800 người trong năm 2013. Chị có một cái câu chuyện mà khi mà chia sẻ với các bạn Đi Một Ngày Đàn, Học Một Sàng Khôn ấy, thì có một bạn tên là bạn Khoa ở Sài Gòn 2. Chị không nhớ chính xác nhưng mà chắc là ở Sài Gòn 2. Bạn ấy có nói là này, bọn em thì có rất là nhiều chuyện buồn vui, nghĩa là cái sức bán hàng ấy, nó có nghĩa là phong độ có thể là tăng giảm, tháng thì 60 hợp đồng nhưng mà tháng chỉ có 20 hợp đồng. Thế thì bạn ấy cũng là trẻ mới lớn lên, vì vậy thì bạn ấy cũng bị lâm vào cái tình trạng là thất tình. Và sếp của bạn ấy, là trưởng phòng của bạn ấy á, là đã luôn luôn ở bên cạnh bạn ấy trong những cái ngày mà bạn ấy buồn, bạn ấy chán nản và chia sẻ tâm sự, bảo anh là ngày xưa cũng đã từng như thế, nên là vì vậy thì chúng ta phải vượt lên chính mình. Và bạn ấy, chị cũng không ngờ rằng là người miền Nam của mình nó cũng rất là thật thà. Các bạn ấy chia sẻ về nghĩa là các lãnh đạo quan tâm sâu sắc với nhân viên như vậy. Và bạn ấy bảo là những người khác có thể thất tình 2 tuần hoặc là 2 tháng, nhưng mà em thì trong vòng 1 tuần là em cũng nguôi ngoai, vì là sếp của em luôn bên cạnh em. Đầu năm nay, hơn 500 cán bộ, nhân viên của FTEL tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được chuyển về làm việc tại tòa nhà FPT Tân Thuận 2. Tòa nhà không những mang lại điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên, mà còn là niềm tự hào của mỗi người FTEL làm việc tại đây. Trong năm 2013, các chi nhánh của FTEL đồng loạt được thay áo mới bằng việc sửa sang thống nhất thiết kế trên toàn quốc. Ngoài giữ vững và tăng trưởng ổn định các dịch vụ Internet hiện tại, FTEL còn phát triển các dịch vụ, sản phẩm mới phù hợp với xu thế thời đại và mở rộng tiếp cận với nhiều phân khúc khách hàng hơn. Quang hóa, xu hướng tất yếu của công nghệ viễn thông đã được triển khai mạnh tại FTEL trong năm 2013. Mạng cáp Quangpon cùng các công tác khảo sát, thiết kế, lắp đặt, đào tạo đã được triển khai khá rộng khắp. Mục tiêu của hoạt động này là có khả năng cung cấp dịch vụ cho mọi khách hàng trên cả nước với kết nối quang hóa đạt 100 Mbps vào năm 2016. Tháng 8 năm 2013, FPT Telecom chính thức được phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. FTEL đánh giá đây là thị trường mới đầy tiềm năng, phục vụ chiến lược mở rộng vùng phủ của FTEL và tăng trưởng bền vững trong nhiều năm tới. Bức tranh kinh tế năm 2014 được dự đoán là sẽ có nhiều điểm sáng. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để FPT Telecom tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra và đóng góp vào thành công chung của tập đoàn. FPT Telecom, vùng phủ vươn xa, kết nối mọi nhà.